Rồi. Rồi mời anh chị mở mặt nạ ra. Rồi chào anh chị. Mời anh nói trước ạ, giới thiệu thông tin cá nhân anh của anh. Tên là Nguyễn Văn Cường, 59 tuổi, đến từ Vô Vấp. Wow, 59 tuổi thiệt hả anh? Ồ, vậy anh quá trẻ luôn á. Có ai nói anh trẻ hơn tuổi không? Dạ em nói lần đầu tiên. Cái gì em nói lần đầu tiên, mệt ghê. Anh đang làm công việc gì anh? Trước là nhà máy đóng tàu Ba Son. Dạ. Sau đây đi tàu biển, tàu Bình Dương nước ngoài, nghỉ hưu rồi. Rồi hiện tại anh đang sống với ai? Bây giờ đang sống một mình. Rồi, mời em chị giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào mọi người trong trường quay, chào anh bên kia. Em tên là Ngà. Ngà. Dạ, năm nay em 42 tuổi. 42 tuổi là sinh năm 78. Sinh năm 77 á. 77 là bằng tuổi Cát Tường đó. Hiện giờ mình đang làm công việc hiện gì? Hiện giờ em đang làm quản lý nhà hàng ở bên quận 12. Hiện giờ em đang sống với ai? Dạ, em sống với con gái với lại mọi người trong nhà hàng, em ở đó luôn. Ở trong nhà hàng luôn? Em ở đó luôn. À, quận 12 bên đây Gò Vấp thì cũng gần ha anh ha. Chà, vậy là hợp lý rồi nè. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em siêng năng á, nhưng mà điểm yếu của em là hơi quyết đoán, hơi khó tính một xíu. Làm quản lý phải khó tính, đúng rồi. Nhưng mà em hơi khiêm tốn rồi, điểm mạnh có thể là còn vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn nữa đúng không? Làm nhà hàng mà. Nhưng mà đôi khi người bạn trai của mình sẽ không thích điều đó đâu. Đúng rồi. Tình yêu là phải có niềm tin. Đó là công việc thôi mà. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Mạnh là tức là không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Không cà phê mà không bài bạc, không cá độ gì hết. Vậy cái gì là có anh? Thì nên là mình nhút nhát trong đám đông, không tự tin. Dạ. Hay nói lớn tiếng thì chúng ta không có gì cả được. Kiểu trên, nói trên lớn tàu tiếng. Chắc nói lớn mới nghe anh. Đúng hả? Rồi. Tao dạ. Tao nó ôn, nói lớn nó quen. Dạ. Bây giờ người ta tưởng là nói người ta, chứ người ta không phải là vậy. Dạ. Hay nhai, hay ngủ nhai nhai. Nhai gì? À, tức là ngủ vậy? Người nhai. Ôi sao anh biết ai nói với anh là tức người, tức là có đứa cháu nó ngủ chúng nữa. À. Thì nó nói vậy thôi. À. Đấy, mà thôi lúc ngủ cũng chẳng ai để ý đâu anh ơi. Rồi anh quá. Ở một mình rồi, trong việc nhà anh tự làm hết luôn. Tức là tự làm, từ nấu cơm, từ đi chợ, nấu ăn, làm tốt hết. Dạ, nhưng mà đấy. Anh ở một mình thì anh làm, ví dụ sau này có vợ thì anh có phụ vợ những công việc đó tất không? Tất nhiên rồi, tôi trước đây vợ chứ bao giờ giặt quần áo, tôi chỉ giặt không. Vậy luôn á hả? Có lần giặt quần áo để ngâm chung, vợ nó còn lấy ra quần áo, vợ giặt mỗi quần áo của vợ. Ở với nhau được bao lâu rồi, có mấy mặt con anh? Tức là có 3 đứa. Dạ. Ở 19 năm. 19 năm. Đấy, đi tàu biển. Nước ngoài sau đó là vợ chồng lục đục, thế là ghen tuông rồi bỏ nhau. À, bao lâu rồi anh? Bỏ nhau là 10 năm. Thì vợ kia nó tham vọng nhiều quá, nó xúc phạm nên cái đấy nhiều, cái đấy chửi anh em họ hàng nó chửi láng hết. Nhưng mà sống với nhau 19 năm thì 19 phải hiểu năm. Nhau chứ anh cũng thấy những cái tính tình người ta thay đổi không biết chứ sao. Chả à hiểu. Có nghĩa là sau mới thay đổi. Sau mới thay đổi thì cùng nói ngồi nói với nhau thì nói là bây giờ nếu không thay đổi tính là bỏ. Thì cô ta đang thách thức là rồi là bỏ thì ăn mừng. Nhưng mà sáu bỏ sáu là cô để nhờ anh em này kia để nói kéo lại. Nhưng mà Cường không chấp nhận, anh không chấp nhận. Này bỏ rồi là rồi, không chấp nhận. Hồi đó đi tàu biển thì người ta đâu biết mình là ai trong khu phố đâu. Sau từ đó đi ra làm ngoài dân phố thì nó mới hiểu được. Ba đứa nhỏ là bao nhiêu tuổi? Thế là bây giờ là lớn đi học đại học ra trường rồi. Dạ. Đi làm rồi. Còn sau đó mình lấy một vợ khác là có người mai mối á. Thì lấy cũng đi làm xa đi tàu biển. Sau đó cô đi ngoài tình. Người tình ngay là người tình với bạn mình, bạn của chồng. Đầu tiên thì nói là ông đó là ông đứa thằng gái giỏi lắm đấy. Thì cô không nghe, con là bạn của anh. Ý như rằng sau đó cô ta là bị dính lại, đi khách sạn với ông kia. Rồi sao anh biết? Cháu giỏi rồi sao phát hiện ra, sao anh bỏ luôn. 4-5 năm. Mà cái cô vợ đó là cũng có kết hôn đàng hoàng đó. Kết hôn, vợ nào kết hôn đàng hoàng hết. Mình lấy cái đàng hoàng, công nhận của pháp luật đàng hoàng. Sau đó cũng lý gì là cũng có đơn ra tòa đàng hoàng. Dạ. Yeah. Thì mình phải lấy. Mà cô Sáu thì mình ở được bao lâu? Cô Sáu thì ở được 3 năm. Có con không anh? Có một đứa con gái 8 tuổi. Bây giờ cũng ở với cũng cổ ở luôn. Với mẹ. Dạ. Yeah. Rồi suốt 5 năm nay thì lại không chưa. Không, Sáu đó cũng có quen một cô, nhưng mà cô này thì cô thì khi quen thì cô này yêu thôi. Thì cô không lấy thì không chấp nhận. Có nghĩa là anh là quen nhau, yêu nhau là phải lấy nhau. Dạ, yêu nhau là phải lấy, không yêu yeah. thôi. Dạ. Yeah. Thì cô ta muốn yêu chứ không muốn lấy. Bây giờ cũng cắt đến khoảng 2 năm nay rồi. Rồi hiện giờ là trống trơn chưa? Vậy bây giờ là gọi là lính phòng không. Lính phòng không. Dạ, yêu là cũng phải lấy luôn đúng không? Dạ, yêu là lấy, không yêu thì thôi. Dạ. Yêu chân chính, đàng hoàng. Dạ, chân thật chứ không có chân giả. Dạ. Không có chân giả. Rồi, còn mình thì sao? Em ly dị cũng 13 năm. 13 năm. Trước đây thì em có nuôi một bé trai, con trai em bây giờ nó cũng lớn rồi. Em ở Lâm Đồng, không phải là dân ở dưới này. Vì con gái em vào đại học ấy.
nên là muốn ở chung, hai mẹ con ở chung với nhau á, nên em chuyển xuống đây để sinh sống. Vậy là mình có hai cháu. Có hai cháu. Còn bé trai thì vẫn ở trên Lâm Đồng. Bé trai của em lớn lắm rồi, bữa nay nó tự lo được ở nhà làm rẫy rồi này nọ rồi. Ở Lâm Đồng một mình. Có ngoại, gia đình em ở trên đó hết mà. À, dưới đây hai mẹ con là ở trong cái chỗ của em làm luôn, là con chỗ đi em học. Làm cũng là anh em. Tại sao mối tình đó mình lại chia tay? Tại hai vì mặt con có lẽ là do thời đó em còn nhỏ, mình chưa được chỉnh chu á, mà gia đình thì là người Bắc á, có nhiều cái phong tục, với lại có nhiều cái mình không thể nào, nói chung là làm dâu hả, lúc đó là làm dâu nên không được. Mà hai vợ chồng ở với nhau được bao lâu? 6 năm vậy. Bây giờ có còn gặp lại anh đó, anh có gia đình mới hết rồi chứ đúng không? Có gia đình mới nhưng mà cũng ít khi gặp lắm, mà có gặp cũng không liên quan gì. Suốt mười mấy năm qua thì mình có mối tình nào khác nữa không? Có, cách đây cũng lâu rồi. Mình có quen một người ở Sài Gòn nhưng mà cũng vì khoảng cách địa lý hay là nói chung là nhiều vấn đề, em nặng gia đình á. Còn con cái chưa có lớn á, chưa có nghĩ cho bản thân em. Cho tới bây giờ thì con cái em cũng lớn, em đang muốn nghĩ tới cho mình một xíu. Nhưng mà bây giờ yêu có lấy không? Yêu thì lấy. Yêu là lấy đúng không? Yeah. Tại vì quan điểm anh bên này cũng rất là rõ ràng, yêu là phải lấy. Chứ còn gọi là hãy cứ là tình nhân thì anh không chịu. Đó. Em thì cũng muốn có một người sống với mình nghiêm túc, mà sống phải lâu dài. Quan điểm của em là muốn lấy một người chủ yếu là để già, có người mà cùng ăn cơm, cùng chia sẻ, cùng... có nghĩa là đi dạo hay là bắt túi một cái gì đó thôi, chứ còn không phải là để nương tựa. Tại vì quan điểm của em không muốn nương tựa vào bất cứ ai cả. Đúng rồi, để hủ hỷ lúc tuổi già. Rồi, công việc của cô này thì hồi nãy anh cũng nghe cô nói rồi đó, cô đang làm trong môi trường nhà hàng thì chắc chắn sẽ có tiếp xúc nhiều người đi ra đi vào, trai có gái có. Thế thì về quan điểm về để vợ đi làm hoặc là về những quan hệ xã hội thì anh có cái suy nghĩ như thế nào? Mà chúng ra con gái mà làm bất cứ chỗ nào vậy thôi, quan trọng cái bản chất con người đấy. Mà mình làm ở đâu vậy thôi, mà quan trọng cái tấm của mình. Yeah. Đứng đắn hay không? Yeah. Là quan trọng nhất. Giờ giấc làm việc em sao em? Thường xuyên về trễ lắm. Đến 11 giờ em mới giấc, tại vì em còn quản lý cả doanh thu này nọ. Nên phải chốt được tiền xong em mới dừng. Nhưng mà từ sáng luôn hay là từ chiều? Thường là sáng 10 giờ là em có mặt rồi để chuẩn bị mọi thứ. Nói chung mà hiện giờ thì em sống đó giống như một giống như là nhà của em vậy thôi. Rồi. Còn nếu trường hợp mình từ chỗ khác tới làm thì cái giờ giấc là như vậy đúng không? Anh có đồng ý để cô tiếp tục cái công việc của cô hay không? Dù là phải 12 giờ đêm là cô mới về. Sống phải làm việc mà. Không quan trọng việc gì hết cả. Mà mình thì biết giữ bản thân mình. Vậy là cơ bản là em thấy cũng thoải mái rồi đó. Rồi, em muốn tìm một người bạn đời, một người bạn đồng hành với mình trong tương lai là người như thế nào? Em không cần người đó phải cho em cuộc sống giàu sang, sung sướng hay là gì hết. Em chỉ cần người đó là thật lòng và thật tâm thôi. Nếu mà người mình có được hai chữ đó thì cái gì mình cũng có thể tha thứ hay có thể mình vượt qua được hết. Đây, em có thể nhìn tìm thấy ảnh trong này thử xem. Anh 59 tuổi hả? Ê, còn anh thì anh mong muốn tìm một người bạn đời của mình như thế nào? Thì thấy hồi này mày cao thì 1m55 trở lên thôi. Không mập quá, đừng ốm quá. Khỏe mạnh là được. Khỏe mạnh, đấy, trắng trẻo tí được. Tức là không phải cần phải đẹp lắm, miễn là nhìn được. Chỉ ước gì như thế thì không cần gì đẹp nữa. Của mình cũng lớn rồi. Nãy giờ qua trò chuyện, anh hình dung cô này như thế nào? Anh tưởng tượng đưa hơi, tả em nghe coi. Khó. Vậy mới khó mới đố anh chứ. Giờ anh nhắm cổ cao khoảng nhiêu? Chắc cũng phải 50-55 gì đấy thôi. Mập hay ốm? Tức là cũng hơi mập tí xíu. Lý do sao anh đoán cổ hơi mập mập? Thì đó là làm nhà hàng chắc nghĩ cũng không. Rồi. Tóc dài hay tóc ngắn, cổ ăn mặc như thế nào? Chắc là mặc đầm, mà anh cũng thích con gái mặc đầm. Chứ không thích con gái mặc quần tây đâu. Sao vậy? Thích con gái mặc đầm. Nhìn đúng phụ nữ. Đúng gọi là nó mềm mạt. Còn nó cũng tấy nó cũng khô khá. Hơi cứng ha. Cứng nó cũng thích. Rồi, tóc nhìn dài hay tóc ngắn? Tóc chắc cũng ngang vai thôi. Trời, hay quá ha. Đen hay trắng? Tóc chắc hơi nhuộm hạt dẻ. Không không, rồi da đen hay da trắng? Da cũng không đen mà cũng không trắng, hơi bình thường. Mát mũi miệng? Mát tiền hơi khó. Cái nãy giờ em thấy anh đoán là cũng tương đối là trúng hết rồi đó. Anh hay quá, kinh nghiệm sống gừng càng già càng cay nha. Không có đâu, nhát gái làm gì có mà cái... nhát gái nhưng mà cũng hai mối tình đâu. Rồi rồi em không có đoán ra được đoán ra được ảnh không, em cảm nhận thử coi. Em chỉ nghĩ là mời hai anh chị sẽ nhìn nhau ở cái nhìn đầu tiên và sẽ nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình như thế nào ha.
chào Trang. Mới được gặp em thì cũng tặng em bó bông. Em cũng tặng anh cái này. Rồi, cảm ơn nhé. Trước tiên là hỏi anh trước ha. Thế có giống như những gì anh tưởng tượng nãy giờ không ạ? Được bao nhiêu phần trăm? Chúng là anh nhìn thấy thì cũng đạt yêu cầu. Những em bên ngoài thì anh nhìn cảm thấy được. Khi mở cửa trái tim này ra thì trong lòng anh có cái cảm xúc gì không ạ? Vui. Thật cảm thấy rất vui. Thế còn em? Em cũng không biết cảm xúc như thế nào. Nhìn thấy anh thì em có... Không, thì em cứ nói thẳng, coi nhìn anh như thế nào. Em thấy anh trẻ hơn tuổi so với tuổi anh nói. Thì là không phải em định anh nha. Anh... Rõ ràng 59 tuổi là trẻ đúng không em? Cỡ chừng 53, 54 là em tối đa. Em thấy ở trong hình anh xấu hơn. Đúng rồi, anh không ăn ảnh. Bây giờ Tường sẽ mời hai anh chị sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Rồi chúng ta sẽ có thời gian riêng để tâm sự với nhau ha. Mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Tôm càng rang tỏi nè, heo quay da giòn nè, đậu que xào nấm linh chi và cơm chiên gạo lứt thịt cua tay cầm. Ồ, thơm phức luôn nha. Trình bày rất đẹp mắt mà đảm bảo ăn rất ngon miệng. Bây giờ anh chị vừa ăn cơm vừa tâm sự với nhau. Một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Cảm ơn dạ. Tường. Chúc hai anh chị ngon miệng. Mời em, anh còn đói bụng không? Nhà em ở Lâm Đồng mà. Em ở cách Bảo Lộc 10 km. Bảo Lộc anh cũng đi rồi. Còn anh quê thì quê gốc ở người Nghệ An. Anh vào đây lâu chưa? Vào được 40 năm rồi. Nhà em vào Lâm Đồng được 30 năm. Thì em quê đâu, gốc đâu? Quảng Ngãi. À, Quảng Ngãi. Quảng Ngãi cũng miền Trung luôn. Dạ, 8 tuổi là em vào Lâm Đồng. Thì bây giờ anh hoàn cảnh như thế thì em nghĩ thế nào? Trong lúc này em chưa biết nghĩ thế nào. Nhưng mà thời gian hẹn hò thì em hề thời gian được thế nào? Thật ra em rất là ít thời gian luôn á. Thời gian ít cũng phải có thời gian hay sao? Đa phần là em dành cho công việc. Có khi có ngày em không bước ra khỏi cửa luôn. Nói cho vẻ như mình phải đi ra ngoài xã hội chút xíu chứ. Xuống đây lạ môi trường á. Anh còn ba mẹ không? Mẹ anh mới mất. Mới mất được một năm rồi. Mẹ anh là sống 92 tuổi. Còn bố thì mất lâu. Dạ. Em thì chỉ có mẹ thôi. Mẹ có khỏe đâu. Mẹ em 67 tuổi. Mẹ đứng trẻ mà. Nhìn mẹ em già lắm, không được trẻ như anh. Mẹ em còn gái khác, anh còn trai khác em. Trai bao giờ nó trẻ hơn, lâu hơn con gái. Con gái vất vả hơn. Chúng mình đến đây là có cái duyên rồi, bây giờ cho nhau cơ hội. Thấy chưa? Còn sau này thì để tìm hiểu nữa chứ. Em thì... Sao? Nhiều khi có cơ hội cũng là điều tốt và có khi chưa chắc nó là điều tốt. Thôi em cứ im lặng, chẳng nói gì. Anh thích một người phụ nữ như thế nào? Anh thấy em là anh được rồi, anh thấy em là anh chấm rồi. Không, đó là anh nhìn bề ngoài thôi chứ chưa chắc bên trong. Thì nói, ví dụ như tính cách anh thích một người. Bây giờ bề ngoài thì anh nhìn như vậy là chấm rồi, anh chấm. Ví dụ như anh thích một người phải biết nội trợ, phải... Không, nội trợ thì anh biết nấu, mà em nhà hàng thì chắc em biết nấu. Em nhà hàng nha, toàn bếp nấu cho em ăn luôn. Nhưng mà anh nấu với anh nấu được. Quá ngon mà. À, ăn ngon. Đồ ăn này là ngon lắm, nhà hàng này là ngon lắm. Em ăn ở đây là em ghiền luôn đó. Thế nãy giờ mình có tâm sự được nhiều hơn chưa? Thí dụ bây giờ mà hẹn hò nhau thì anh chị sẽ hẹn hò cái thời gian như thế nào? Cho bên nữ thôi. Bên nữ là sao? Thế giờ cổ làm việc vậy đó. Thì đó, bên nữ cho bên này thì lúc nào rồi. Bất kể cái làm việc mà nói bận công việc nghỉ cũng được. Dạ, có lẽ hẹn đã. Buổi trưa từ 3 giờ, 5 giờ em có thể rảnh. Trưa uống cà phê, được không anh? Thì em 11 giờ đến rồi, anh tới anh cũng tới. Buổi sáng từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ trưa em còn rảnh mà. Có nghĩa là sáng dậy, ăn sáng uống cà phê. Xong rồi công việc ai ấy làm trưa trưa rảnh thì mình hẹn ăn cơm trưa, cà phê. Thì chúng là anh hẹn lúc nào anh cũng có mặt. 12 giờ đêm em đói bụng quá em muốn ăn khuya. 12 giờ 1 giờ đêm tức là em gọi anh lên anh cũng lên. Ta mở hết rồi còn gì nữa đúng không nè? Anh nhìn mong người con gái sống như dạng gì. Anh ghét nhất những người nào mà bảo thủ. Bảo thủ là sao anh? Bảo thủ tức là mình không chịu nhận sai của mình là bảo thủ. Mình sai mà cứ cố cãi là bảo thủ. Tại vì em thấy cái đúng cái sai là do mỗi người nhìn nhận cái vấn đề thì theo ý của mỗi người. Cho nên là có thể anh, cái anh bảo thủ hoặc là cái lập trường, hai cái đó nó gần giống nhau, đúng không? Không, lập trường vì anh không đảm bảo, anh nhiều khi anh không đảm bảo mà anh vẫn cứ cố cãi là anh bảo thủ. Tức là mình sai cái gì mình phải nhận, tức là anh sai cái gì em phải nói thẳng, anh thích. Chứ em im lặng anh không thích.
nói thẳng để anh sửa đổi. Điều này nó đúng mà nó cũng không đúng. Giờ thời buổi nó mệt mỏi, áp lực công việc. Mà nếu bây giờ mình cứ im thì đối phương cũng chẳng biết đâu mà lần. Đôi lúc cũng phải có những cái góp ý thẳng thắn để mới người ta, nếu mà người mình góp ý mà người ta không sửa thì cái đó là người ta không có sự chân thành. Nếu mình im mình không nói mà mình muốn người ta hiểu mình thì cũng khó. Thì đó phải nói đó, dạ. Đó là phải nói. Nhưng ngược lại, phụ nữ nó cũng có những cái rất là khó nói, rất là tế nhị. Thì mình cũng phải là nhạy cảm. Nếu mình yêu thương nhau thì mình cũng phải nhạy một chút. Đủ tinh tế. Đủ tinh tế để mình hiểu. Ví dụ như mình thấy. Để mình hiểu nhau, dạ. Và thông cảm với nhau. Nhiều khi đừng chấp vặt. Mình thấy chấp là hay đi đổ vỡ. Em thì sống ở Đà Lạt cũng khá lâu, cho nên là cái bản chất của em nó hơi trầm một xíu. Nghĩa là em không được sôi nổi như người Sài Gòn. Thì anh cũng trầm tính mà. Bình thường ở nhà không nói gì đâu. Im lặng, chả bao giờ nói câu. Ai hỏi thì nói. Chứ mình đi ra mình cần nói là mình phải nói. Còn nếu mình cần thì thôi. Em còn mẹ già, một con nhỏ. Không biết anh có đủ rộng lượng để mà cùng em, không, cùng ai em lo cho mẹ, hai người. Ai có mẹ già cả. Tức là ai có mình thì phải có mẹ già. Đúng không? Nha, tại vì nhà em là neo người, không có người, cho nên là em phải tìm một người là phải đủ thông cảm, đủ tình yêu thương. Em không muốn làm mẹ em là gánh nặng của người khác, nhưng mà với em thì đó là một trách nhiệm không bao giờ bỏ được. Với em còn một con gái, em phải ở chung. Tất nhiên là cái điều đó là chắc chắn rồi đấy, vậy nhưng chả lẽ bỏ con được. Anh hiền lắm, anh nói thật. Mình thương thì nó đúng thương, rồi. Thương lại mình thôi. Với lại bây giờ thì mình là khi đã chấp nhận lấy thì mình phải chấp nhận những cái khó khăn của người ta. Dạ. Con bây giờ là cũng là đại học rồi. Cái đó chị thấy không có khó gì trơn á. Em quá lo xa rồi đó. Nhiều khi mình lo xa mình là làm mất cơ hội của mình. Cái đó là điều hiển nhiên. Anh đến với tôi, anh phải chấp nhận hoàn cảnh của tôi như vậy. Nói chung là dù em có anh có bấm nút hay là không bấm nút, tại sau này em vẫn chúc anh là thế nào không bấm nút. Nói chung anh em bấm nút anh vẫn cứ bấm. Tìm vợ là mình phải bấm nút, còn người ta bấm hay không là quyền người ta. Đúng rồi anh. Đấy, anh vẫn cứ bấm bình thường. Yeah. Buồn thì tất nhiên phải buồn. Tại vì mình nói không buồn nên là mình nói dối với lòng mình. Đúng. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. Sau 3 tiếng đếm một cái tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Em vẫn cương quyết không bấm. Lý do gì ạ? Vì sao ạ? Không, mình cứ lâu quá rồi em không yêu, tin vào tình cảm nhiều ấy. Nên là em sợ mình phải có trách nhiệm với cái điều bây giờ mình phải làm ấy. Em xin lỗi, không phải đó là tùy em thôi. Em không chê anh một cái gì hết, bởi vì em với em anh rất là trong em anh hình thức hay là cách nói chuyện rất là ngay thẳng và rất là dễ thương. Nhưng mà em chắc có lẽ từ phía bản thân em á, chưa có tìm được cảm xúc của mình. Đúng rồi, Tường rất là buồn vì không có mai mối được cho hai anh chị. Nhưng mà cái cảm xúc thì khó nói lắm á. Tại vì nó không chạm được nhau thì Tường cũng chịu thôi. Tường thay mặt chương trình gửi đến cho mình một cái phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đừng có nghĩ nhiều quá, phải mở rộng lòng mình ra. Đôi lúc mới ở cái nhìn đầu tiên thì không có rung động được đâu. Tuổi mình bây giờ khó lắm, cũng phải cho mình cơ hội thử. Đâu em có sợ gì em cho người đó cơ hội hay là em lại làm cho người đó bị tổn thương. Mình cho mình cơ hội trước cái đã, còn cái chuyện tổn thương tính sao. Mình cứ chưa yêu, mình cứ sợ rủi nhưng không có được rồi người ta tổn thương. Nhưng bây giờ mình không được yêu là mình là đã thiệt thòi rồi. Em mời chị Cát Tường một cái đi đó. Được. Em rất là thích chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Thật ra là hai đứa tôi bằng tuổi nha, là tại tôi quen rồi đó. Thôi kệ, cố gắng lên, phải mở lòng mình ra ha. Rồi, dạ, cảm ơn á. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình mới tuổi sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tỉnh mấy 4 tỉnh mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tỉnh. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì dạ. Bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi.
Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi được đấy, đúng không? Còn phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì đó. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận Tư. Sao không đưa mẹ đi qua luôn, anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích cứ ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì đó anh? Thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, phân loại sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á, đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có gì nói cái đó để đúng mình tự lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, thân ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển rồi chăm sóc. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt. Thì đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim là chủ nhất. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Hưng Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không? Hay có thì lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là vô cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn coi. Tại vì mình thích cái cảnh nó yên tĩnh tí xíu, bây giờ là không có ồn ào lắm. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tế nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con á, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao
đó, 1,5 cho lên cũng không là vấn đề. Cái quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá, tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá, tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn đúng không anh, thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì, thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề, tại vì mình thích những cái người về tình trải giải khá là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi, ví dụ. Tại như... tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi. Bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên, ca sĩ nào không? Anh đó, ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ, anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Nói chung là bạn anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về các một cái người nào đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khác là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để chứ anh không? Thì được bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch, anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, dạ. Anh hiểu em giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người, yeah. Đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi. Rồi. Anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, cái lợi dụng hoặc là cái thì dụng nói quá. Thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài hả? Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Em biết rồi mà anh thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được ha em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ lời cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gành, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí tới người. Hồi nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh.
bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn anh cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát thế thôi. Bài nào cũng được, vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nát ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Ừ. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình không có ca hát mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi, ok anh. Rồi, có yêu cầu gì bạn lái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không, thì vậy thôi. Rồi. Thì tối anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình này, em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn... Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi, Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ, à. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật là vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái... Ừ. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình. Ừ. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Dạ không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Mở xưởng 8 năm rồi. Ờ, giỏi quá vậy. Năm nay mới 28 tuổi hả? À đó, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thác ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường thì có tháng thì Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chị đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. À. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em mà. Điểm yếu của em thì em nói chung là trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng nè. Dạ. Yeah. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, yeah, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Yeah. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Ừ, hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi. Giờ em chả nhớ hát bài gì luôn.
mà bình thường có hát không? Dạ bình thường thì đi nhậu khách này kia cũng hay hát. Em cũng hay treo đùa với nhân viên này kia. Để cũng vui. Rồi. Ok, tình trường của em thì sao Phương? Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường mấy mối tình rồi? Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này. Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có ra, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Rồi chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 20 tuổi. 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Rồi sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi qua mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở đây 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả hay sao? Hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa thì. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia, có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện, hiểu công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nữa. Thì không mập lắm, cái chân ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50 kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng lớn quá gia đình trợ phải đúng không? Dạ. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra
ra ngoài gặp khách này kia á, thì em không thích là về là bị game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em.